Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về tinh phần châm cứu. Châm cứu pháp. Di tinh mộng tiết tâm du bạch hoàng du cao quan du du trung quan nguyên đẳng quyệt cương mục mình xin đọc lại một lần. Châm cứu pháp là phép châm cứu di tinh mộng tiết tâm
Du, Bạch Hoàng Du, Cao Hoàng Du. Thạnh Du, Trung Cực, Quan Nguyên, Đẳng Nguyệt, Cương Mục. Xuất xứ từ sách Cương Mục của Lý Trạch Trang. Chào tạm biệt các bạn.